Hello hello, xin đón chào các bạn đến vòng xoay khủng long rất nhiều màu sắc đây. Và đầu tiên chúng ta đụng ngay ô màu tím rồi các bạn ơi. Ok, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau mở cái ô màu tím ra xem thôi nào, để coi là trong đây sẽ có con khủng long gì đang chờ đón chúng ta đây. Một cái đầu to, có vẻ như là nó có lớp giáp gì đó. Wow, mình thấy những có cái sừng nữa các bạn ơi. Và đó chính là con khủng long Triceratops, hay còn gọi là tam giác long đây. Wow, rất là tuyệt vời, con tam giác long này rất là đẹp nha các bạn. Đấy, các bạn xem cái sừng của nó kìa. Wow, sừng rất dài luôn nha. Và những cái lưng của nó có những cái vằn màu đỏ rất là tuyệt vời luôn. Wow, và đây Triceratops chạy đi thôi. Và chúng ta cùng nhau chào đón với những chú khủng long Triceratops rất là đẹp. Wow. Một bầy Triceratops rất là đông kìa các bạn ơi. Ok, và bây giờ đây, xem nào. Bây giờ sẽ là khủng long nào đây? Wow, là con khủng long nào trong ô màu xanh nước biển đây ta? Chúng ta cùng xem thử nha các bạn. Đây, một cái cổ rất là dài nha. Wow. Ê, và đây chính là con khủng long Elasmosaurus cổ dài. Wow, một con khủng long bơi ở dưới nước. Đấy, có bốn cái vây bơi rất là to luôn kìa. Đây. Đó, đôi mắt màu đỏ rất là đẹp. Wow, đây, cánh cổng nút lông ở dưới nước đã được mở ra rồi nè các bạn ơi. Và đây rồi. Cùng xem nào, đó là một bầy khủng long Elasmosaurus luôn. Và bây giờ tiếp theo nào, là ô màu đỏ. Vậy thì chúng ta cùng nhau xem nha. Coi nào, khủng long gì sẽ xuất hiện với chúng ta đây? Và đây các bạn ơi. Đó chính là một con khủng long Giganotosaurus màu nâu kia kìa. Wow, rất là đẹp nha. Có cái lưng to to màu đen. Đấy, và cái miệng của nó có những cái răng rất là sắc nhọn luôn. Một con màu nâu này trong gương mặt hiền quá ha các bạn. Wow. Và đây nó chạy đi rồi. Và đó các bạn ơi, con khủng long Giganotosaurus đã xuất hiện ngay đây rồi. Là hai con giga rất ghê. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau xem nha. Tiếp theo còn ba màu nữa, liệu ô bí mật phải được không? Không phải là ô bí mật rồi. Ôi, vậy thì chúng ta xem nào. Wow, trong cái ô màu xanh lá cây này mở ra khủng long gì đây? Umbala. Mở ra đây nào. Xuất hiện đi khủng long ơi. Và đó là một con Giganotosaurus rồi. Rất là đẹp nha các bạn ơi.
Wow, con này trông khá là gầy còm không yếu. Nhưng hãy xem kìa các bạn, cái răng rất sắc nhọn của nó kìa kìa. Wow, con này có vẻ bị đói ăn rất là lâu rồi đó ha. Ok, và ngay bây giờ đây các bạn ơi, con Giga đang tấn công con T-Rex kìa. Và thế là con khủng long T-Rex đã gục ngã mất tiêu rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ xem ta là KO màu hồng này nha. Rồi, vậy thì chúng ta coi nào. Cái con khủng long Velociraptor này đây. Wow, con Velociraptor màu xám rất là đẹp. Đây chính là con Velociraptor Blue chứ còn gì nữa này các bạn. Và tiếp theo là con khủng long rất đặc biệt. Đây chính là con Megalosaurus. Wow, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đấy, Megalosaurus của chúng ta có màu vàng và đôi mắt màu xanh lá cây. Ok. Và bây giờ kìa các bạn ơi, đó là những con Velociraptor đang chạy ra kìa. Ta-da, rất đẹp, wow, quá là tuyệt vời luôn. Và bây giờ cuối cùng, điều chúng ta mong chờ từ nay đến giờ đó chính là ô bí mật này đây. Wow, và cùng xem nào các bạn ơi. Một con khủng long Dimetrodon. Rất đẹp, rất đẹp. Con Dimetrodon màu xanh lá cây với cái vây màu cam. Wow, con khủng long này rất hung dữ các bạn. Ấn nút vây để đổi cái màu bụng luôn kìa, quá hay luôn. Đấy, và tiếp theo nào thì chúng ta coi. Ồ, thì ra đây chính là một con khủng long màu kiếm à. Một con màu kiếm rất to với những cái đường sọc sọc màu cam ở trên lưng. Wow. Có những cái hoa văn trên khắp người của nó luôn. Quá là đẹp kìa các bạn ơi. Ôi, và tiếp tục nào, chúng ta đang xem thì là một con khủng long. Này là một con Stegosaurus màu xanh lá cây với những cái vây lấp la lấp lánh. Wow, và tiếp theo nào. Kìa, đó là khủng long gì đây? Một con khủng long không hết rồi các bạn à. Vậy là trong ô bí mật này của chúng ta có ba con khủng long này luôn. Yeah! Ồ, sao mà có nhiều khủng long xanh mồi thế này? Wow, một con Indominus Rex rất to các bạn ạ. Những con khủng long nằm la liệt tại đây. Liệu có phải bọn chúng mới bị tấn công hay không? Bị người ngoài hành tinh tấn công à? Ngay cả một con Indominus Rex to như thế này mà cũng không thể chịu nổi. Quá là ghê mà. Phía bên này là một con Dilophosaurus màu xanh lá cây. Nó đang bị những con to cái đè lên. Phải cứu nó ra gấp thôi các bạn ạ. Còn đây là con ở dưới này là một con khủng long Maiasaura nữa. Một con khủng long rất là hiền lành. Nhưng nó cũng phải gọi là khuất phục ở dưới đây hay sao? Wow, chú khủng long Maiasaura quá là tội nghiệp đi mà.
đến lượt cái con khủng long Giganotosaurus màu nâu này đây các bạn ơi. Đây, mình phải cứu những con khủng long này ra gấp thôi. Mình sẽ đưa bọn chúng đi chữa trị những vết thương để có thể quay trở lại sống vui khỏe được chứ. Tiếp theo nào, một con T-Rex màu vàng ha, rất to mặt đây. Ok nha, hãy đi ăn uống nghỉ ngơi cho nó khỏe nha. Còn phía bên này thì còn một con Indominus rất là to đây, hò hò hò. Ôi những chú khủng long đáng thương, đừng có lo nữa, bây giờ các bạn đã được tụi mình đến đây giúp đỡ rồi đúng không nào? Và rồi, công cuộc cứu giúp khủng long của chúng ta tiếp tục nào. Tiếp theo, à, con khủng long của tôi nó đã cảm ơn chúng ta rút ít. Và bây giờ là tới con khủng long T-Rex màu nâu rất to. Wow, đôi mắt màu vàng các bạn. Quá là đẹp chứ nhỉ. Con này có tiếng gầm rất to luôn kìa. Đấy các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Có lẽ đây là con T-Rex đầu đàn đấy. Kìa. Và hai con T-Rex này tại sao đánh nhau thế này? Wow, rất là ghê các bạn ạ. Rồi, và một con đã bỏ chạy mất tiêu rồi. Con còn lại có vẻ nó rất là khoái chí vì chiến thắng. Ok, và tiếp theo nha, chúng ta đang thấy đây thì là con khủng long Spinosaurus với cái vây rất đẹp, hai màu vây kìa các bạn ơi, các bạn thấy chưa nào? Hai cái màu vây màu hồng và màu xanh đó. Ok. Ôi chào, và đây chính là con Bachycephalosaurus với cái đầu tròn vo, trông rất là mắc cười. Con này còn có cái màu nâu cam nữa ha, những cái gai gai trên khắp người của nó luôn kìa các bạn ơi. Wow, và ở đây thì là một con khủng long bay với cái đầu đuôi cá nè. Ok, và tiếp theo nha, chúng ta đang có con khủng long Pterosaurus với những cái móng tay dài ơi là dài. Và qua đây, bị rớt rồi, một con Carnotaurus siêu to, màu nâu tím luôn, rất đẹp nha. Đang há cái miệng to chưa thì các bạn ơi. Và cùng xem nào, thì ở đây nó chính là con khủng long Ankylosaurus. Và con này có một bộ giáp rất to và cứng luôn đó các bạn. Rất là đẹp đúng không? Và tiếp theo nha, chúng ta đang có con Quetzalcoatlus khủng long bay siêu to khổng lồ. Wow, và đôi mắt màu đỏ rất đẹp của nó luôn. Các bạn ơi, con Quetzalcoatlus nó đang bay đi lên kìa. Đấy, con này bay rất là ghê hả. Và tiếp theo nào, chúng ta đang có con Chunkinosaurus với cái màu xanh lá cây đây nè. Đây, những cái gai rất dài trên người của nó luôn nha. Ui
Cha cha, một con King Kong trông sao mà hung dữ như thế này. Màu đen các bạn ơi, có một cái răng nanh rất là dài đó. Mới bị rớt xong nữa thì mình hay bị rớt những con thú của ta. Rồi và bây giờ thì là con này, một con Spinosaurus màu nâu đây nha. Wow, quá là đẹp luôn, hàm răng rất trắng tinh tươm. Ok, ai như đó là con khủng long Spinosaurus đầu đỏ siêu to. Wow, hãy xem nó kìa các bạn ơi, đôi bàn chân khổng lồ, cái tay cũng khổng lồ luôn, trông ghê quá đi mà thôi. Và cái miệng kìa, quá trời răng sắc nhọn luôn, và cái lưỡi rất là dài đó các bạn ạ. Và đây là cuộc chiến giữa một con Indominus Rex và con Spinosaurus đang trên người rất nhiều vết thương. Và cùng chúng đang lao vào nhau các bạn. Thế là con khủng long Spinosaurus đã thua rồi. Coi nào, tiếp theo thì là chú cá mập này nha. Một con cá mập rất đẹp với cái hàm răng quá trời răng luôn. Và xem kìa các bạn ơi, thì ra đây là một con Dimetrodon nè. Đây, con Dimetrodon này có cái vây kẹp này các bạn. Anh ấn cái nút này là vây đổi màu luôn. Và đây, khi cánh cửa của được mở ra, thả rất nhiều những con khủng long Dimetrodon. Ok, và tiếp theo nha, chúng ta thì đang có ở đây, đó chính là một con Stegosaurus. Con Stegosaurus này có những cái chấm chấm màu ngọt trên người rất là đẹp. Và bây giờ là một con Deinonychus với cái màu đỏ. Đấy, cái màu xanh đậm nữa nha. Wow, và tiếp theo là một con khủng long T-Rex con rất là đáng yêu đó mà. Còn đây thì là một chàng khủng long Kacharotosaurus. Con Kacharotosaurus này có những cái màu trên người rất đẹp, màu cam, màu xanh lá cây nè. Wow, và đây thì là chú khủng long Stegomorph nha. Một con Stegomorph hay gọi là khủng long đầu búa đó các bạn. Đấy, có cái đầu búa rất to và cứng. Và khi cánh cửa được mở ra, chúng ta cùng nhau xem đây, đó là những con khủng long Stegomorph rất to đang bước ra kìa. Và bây giờ tiếp tục nào, chúng ta hãy gặp một con khủng long Chunkingosaurus, cái màu rất là nổi bật, cái màu đỏ, cái màu nâu kem. Và đây thì là con Sinoceratops, mập thù lù luôn. Còn tiếp theo là chú khủng long hiền lành Abatosaurus đó nha. Kìa các bạn ơi, một con Abatosaurus màu nâu. Còn tiếp theo nè các bạn ơi, đó chính là chú khủng long T-Rex màu đỏ cực kỳ đẹp. Wow, còn đây con khủng long T-Rex đây, màu xanh nước biển rất là nổi bật. Có những cái vành màu vàng nữa nha.
Wow, tiếp theo là con T-Rex xanh lá cây đây nè. À ha, và ai đây? Thì ra là một con khủng long mạo kiếm Parasaurolophus màu nâu. À, nhưng con này có vẻ khá là già các bạn. Hãy trông cái lưng gù của nó kìa. Chúng ta đang thấy đó chính là một bầy khủng long Parasaurolophus. Rồi chỉ là con khủng long bay đi một phô đồ nè các bạn. À, đi một phô đồ đẹp quá. Có cái miệng rất dài nha, cái đuôi nó cũng rất dài luôn kìa. Và xem kia kìa các bạn ơi, một con khủng long gì màu xanh quá trời. Thì ra đây là con khủng long mạo kiếm Parasaurolophus nè. Và có con Mosasaurus siêu to. Cái đuôi dài chưa. Con này mà ở dưới nước là mấy con khủng long khác sợ lắm đó nha. Chạy tán loạn luôn đó. Vì đây là một con khủng long xanh màu dưới nước cực kỳ là ghê. Bây giờ qua đây nào, một con Gigantosaurus đây rồi các bạn. Coi tiếp nào, thì chúng ta đang thấy đó, con Gigantosaurus này có những cái mảng màu lan trên lưng rất là đẹp luôn. Ai đây trông như là con khủng long Amagasaurus. Và đang bước ra đây, đó chính là những chú khủng long Amagasaurus, một con đang ra trước rồi. Và chúng ta cùng chờ xem nha. Và một con nữa, rất tuyệt vời. Và đây là một con Triceratops màu trắng xám, siêu đẹp. Đấy, rất là hay luôn nha các bạn. Wow, và sao lại có một con Elasmosaurus siêu to mắt đỏ đây rồi. Và chúng ta cùng nhau chào một anh chàng khủng long màu kiếm Parasaurolophus đây nha. Con Therizinosaurus với những cái móng vuốt rất dài, lưng màu đỏ. Đây chính là Therizinosaurus đầu đàn chứ còn ai nữa nè các bạn. Quá là đẹp luôn. Tiếp theo chúng ta đang có con này, một con Indominus Rex con. Trông rất hung dữ, quá trời gai trên người của nó luôn kìa. Còn đây là, xin giới thiệu với các bạn, khủng long Abatosaurus, cổ dài màu cam với những cái đường sọc màu xám. Đẹp ơi là đẹp luôn. Để đây, và con Abatosaurus siêu to đang bước ra rồi. Quá là to luôn, bốn cái chân của nó to như là bốn cái cột nhà vậy đó. Còn bây giờ là con khủng long Megalosaurus, một chú Megalosaurus cái màu vàng, và đôi mắt chỉ là xanh lá cây. Quá là đẹp. Còn đây là con Velociraptor Blue, một chú khủng long rất quen thuộc với chúng ta. Bạn nào có coi phim Công viên kỷ Jura thì sẽ thấy con khủng long Velociraptor Blue này rất là thông minh đó. Có
con này là một con Giganotosaurus sắc đất ư các bạn ơi. Còn tiếp theo là con Dino Nichus đây nè. Wow, siêu to đây, là một con Giganotosaurus sắc đất. Đây chính là Giganotosaurus sắc đất đầu đàn, chứ còn ai nữa. Wow, và nó đang húng dẻo gầm cường rất ghê. Oh, và các bạn ơi, là con khủng long Stegosaurus. Oh, với những cái gai lấp lánh lấp lánh. Ôi, rất là đẹp kìa các bạn, màu xanh rêu luôn. Còn đây thì là con khủng long Dilophosaurus xanh lá cây của chúng ta, rất đẹp. Ta-da, con Dilophosaurus những cái màu rất nổi nè các bạn nè. Con này nó có phòng cái mang này, phun chất độc ra đó các bạn, làm tê liệt đối thủ của mình. Đó, và khi nó làm tê liệt rồi nó sẽ tấn công. Oh, rất ghê. Wow, và tiếp theo chúng ta đến đây nữa là con T-Rex xanh lá cây. Một con T-Rex xanh lá cây với cái bộ da xịn xôi ha, là món đồ chơi nhưng mà trông rất là giống khủng long thật luôn đó các bạn ạ. Còn đây là con khủng long trung kiên Osiris đây. Một cái con trung kiên Osiris màu vàng ở cái bụng thì màu xanh. Wow, tiếp theo là con khủng long Biroraptor màu cam. Ôi cha, có cái đầu gật gù trông rất là ngộ nghĩnh. Và video của chúng ta hôm nay đến đây phải kết thúc rồi các bạn ơi. Rất là buồn vì nói lời tạm biệt các bạn tại đây. Nhớ like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình và theo dõi những con khủng long mới nha các bạn ơi. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.